Trong không khí hào hứng sôi động chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024, hôm qua hơn 35.000 sinh viên đã tham gia lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, xã đảo Thạnh An, các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024 hướng đến các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trọng tâm là 4 chương trình gồm Xuân Bản Sắc, Xuân Sẻ Chia, Xuân Chiến Sĩ, Tết Văn Minh với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực. Qua 16 lần thực hiện, chiến dịch Xuân Tình Nguyện đã góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách trong thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng đặc thù có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết.